miễn phí đăng ký biện pháp bảo đảm khi vay vốn nông nghiệp. Đây là một trong những điểm nổi bật được quy định tại Nghị định số 102 năm 2017 về đăng ký biện pháp bảo đảm. Theo đó, cá nhân, hộ gia đình khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn sẽ là đối tượng được miễn phí đăng ký. Để chứng minh là đối tượng được miễn phí, người yêu cầu đăng ký phải nộp một trong các loại giấy tờ có điều khoản quy định về việc vay vốn nhằm mục đích phát triển nông nghiệp, bao gồm hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tín dụng, văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng. Người yêu cầu đăng ký không phải nộp một trong các loại giấy tờ trên nếu hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó đã có khi thực hiện. Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm. Nghị định số 102 năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017. Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư số 27 năm 2017 về việc sửa đổi bổ sung quy định chất lượng dịch vụ hành khách của cảng hàng không tại thông tư số 36 năm 2014. Theo đó, trong mọi trường hợp hãng hàng không phải thực hiện các nghĩa vụ dưới đây khi hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng bị chậm, hoãn hoặc hủy chuyến mà không được miễn trừ như hiện nay. Phải phục vụ nước uống nếu chậm từ 2 giờ trở lên và đồ ăn nếu chậm từ 3 giờ trở lên. Chậm từ 6 giờ trở lên, nghĩa là từ 7 giờ đến 22 giờ, phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không. Chậm từ 6 giờ trở lên, từ 22 giờ đến trước 7 giờ hôm sau, phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc là giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của khách hàng. Chuyển đổi hành trình hành khách trong phạm vi cung cấp dịch vụ của hãng hàng không để hành khách tới điểm cuối cùng của hành trình một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Thông tư số 27 năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2017.